Mấy câu Nhật Bản Hòa Phương xin chào các bạn. Hôm nay mình có lô mấy câu Nhật Bản muốn giới thiệu đến các bạn. Giá thì mình báo trên video, giá này chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn máy là 30k, bên mình có ship code toàn quốc. Các bạn đặt hàng thì nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp số điện thoại 0931 342 766 để đặt hàng nha. Sau đây thì mình xin giới thiệu con máy đầu tiên. Con máy đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn là một con máy không in tem xuất Nhật nha các bạn. Đây, một con máy không in tem xuất Nhật. Con này là máy tay phải nha bạn, không có đổi tay quay sang tay trái được nha, máy chỉ dùng được tay phải thôi. Một con máy không in tem xuất Nhật, custom spin nha bạn. Con này thì cước số 2 mình vào được 120m nha. Con này là size 1500 nha bạn, size máy 1500. Ngoại hình máy thì khá là sáng và đẹp nha. Ratio là 5.4 nha bạn, ratio là 1:5.4. Con này không có chế độ đảo chiều nha, thích hợp để mình câu tôm hoặc là câu cá nhỏ. Nhà nào mà có mấy bé mà hay dẫn mấy bé đi thì mua này cho mấy bé câu cũng rất là vui. Lăng sáng, gạt cước, hoạt động tốt. Một con máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt nha các bạn. Một con máy tay phải, máy chạy, máy chạy rất là ok luôn. Chốt chặn. Con này không có chế độ đảo chiều nha các bạn, nó chỉ có một chiều như thế này thôi. Tay quay là tay quay gập, mình bấm nút ở đây, sau đó mình gập lại. Đây, mình mang đi đâu thì mình gập lại, sử dụng mình mở ra nha. Và con máy số 1 tay phải, câu tôm câu cá nhỏ này có giá là 50k nha. Máy số 1 50k. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy số 2. Con máy số 2 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con Eternabit nha các bạn. Con này là một con máy không in tem xuất Nhật. Cối nó là cối kim loại nha, rất là dày và chắc luôn. Ngoại hình tổng quan của máy, tay quay mình đổi được trái phải nha. Con này thì có ABS luôn. Lăng nha các bạn. Ratio của máy, ratio là 1:5.2 nha. Ratio rất là cao. Và thông số của nó là cước số 3 mình vào được 150m nha các bạn. Con này size máy là 3000, máy có ABS. Gạt cước hoạt động tốt. Gạt cước rất là dày luôn nha các bạn. Gạt cước rất là dày. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt. Và máy này có ABS luôn. Tay quay là tay quay gập, mình bấm nút gập lại, sử dụng mở ra. Máy chạy, máy chạy rất là ok luôn nha các bạn. ABS của máy, đảo chiều. Con này thì đổi được tay quay trái phải nha các bạn. Tay quay mình đổi được trái phải. Và con số 2 này có giá là 130k nha. Máy số 2 130k. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy số 3. Con máy số 3 mình muốn giới thiệu với các bạn là dòng Longgetter nha bạn. LG400 nha. Con này là một con máy của Hàn Quốc nha bạn, Korea. Ngoại hình tổng quan của máy, màu xanh phối nha bạn. Ratio là 14.6 nha. Ngoại hình tổng quan, tay quay mình đổi được trái phải. Một con máy của Hàn Quốc. Thông số cước ở đây nó bị mờ, nhưng mà cái con này thì cước số 3 mình vào được 120m nha các bạn. Size máy là 2500 nha. Cước số 3 120. Cước số 3 là mình vào được 120m nha các bạn. Size máy là 2500. Ngoại hình tổng quan của máy, lăng sáng, gạt cước, hoạt động tốt. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt nha các bạn. Tay quay là tay quay gập, mình bấm nút gập lại, sử dụng mở ra. Tay quay kim loại nha bạn, rất dày và chắc. Máy chạy, máy chạy rất là mượt luôn. Chốt chặn. Đảo chiều của máy, máy rất là êm mượt nha. Và con máy số 3 này sẽ có giá là 130k nha. Máy số 3 130k. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy số 4. Con máy số 4 mình muốn giới thiệu với các bạn là một dòng quen thuộc nha bạn. Dòng Tomorrow Shimano. Shimano Tomorrow SS 2000 Titanus nha bạn. Đây là tên máy. Và con này là một con máy của Hàn Quốc, Korea nha bạn. Ngoại hình tổng quan của máy, tay quay kim loại, tay quay mình đổi được trái phải nha. Ngoại hình tổng quan máy như thế này. Cước số 3 mình vào được 140m, size máy là 3000 nha bạn.
lăng sáng, nắp có chữ Shimano. Gạt cước hoạt động tốt nha các bạn. Radio của con này là 14.2 nha, radio 14.2. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt. Máy chạy nha bạn. Máy chạy rất là mượt luôn. Chốt chặn. Đảo chiều máy. Và con máy số 4 này có giá là 200k nha bạn. Máy số 4 200k. Và con này là size 3000 nha bạn. Size 3000 200k. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy số 5. Con máy số 5 mình muốn giới thiệu với các bạn là một dòng máy của Ryobi nha bạn. Ryobi Aplosi XS1000i nha bạn. Con này là một con máy của Nhật Japan. Ngoại hình con này thì rất là sáng đẹp. Thiết kế của nó rất là góc cạnh luôn nha bạn. Đây, thiết kế rất là góc cạnh luôn. Một con máy nhỏ nhỏ, chạy 3 vạt đạn luôn nha bạn. Chạy là chạy 3 vạt đạn. Radio của nó rất là cao, radio là 15.2 nha. Ngoại hình thì rất là sáng đẹp. Cối kim loại sáng bóng lắm nha các bạn. Rất là đẹp. Tay quay mình đổi được trái phải. Và thông số cước của nó là cước 2 150m, size máy 2000 nha bạn. Size máy 2000, cối kim loại ABS nha. Lăng mạ vàng sáng bóng, ngoại hình rất là sáng. Gạt cước hoạt động tốt. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt nha các bạn. Ngoại hình rất là đẹp luôn các bạn. Máy nhỏ, chạy 3 vạt đạn, radio 15.2, có ABS nha bạn. Tay quay là tay quay gập, mình bấm nút gập lại, sử dụng mở ra. Máy chạy, rất là mướt luôn nha bạn. ABS của máy. Đảo chiều. Đây nha bạn, máy rất là mượt, êm mượt. Và con máy số 5 Ryobi này sẽ có giá là 550k nha. Máy số 5 550k nha bạn, Japan. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy số 6. Con máy số 6 mình muốn giới thiệu với các bạn là dòng Olympic nha. Olympic Challenger VX1800. Con này là một con máy của Japan nha bạn, Japan. Thông số cước cước 5 là 200m, con này size 6000 nha bạn. Ngoại hình tổng quan của máy sáng đẹp nha. Tay quay mình đổi được trái phải. Lăng sáng. Gạt cước hoạt động tốt nha các bạn. Phần nắp nha. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt. Radio đây nha các bạn. Radio là 13.82 nha. Radio 13.82. Đây, con này tay quay thì mình kéo tới nha bạn. Xong mình gặp lại nha. Đây mình kéo hết cỡ thì mình sẽ gặp lại. Sử dụng mình mở ra. Máy chạy nha. Máy chạy rất là mượt luôn. Chốt chặn. Đảo chiều của máy. Và con máy số 6 này sẽ có giá là 450k nha. Máy số 6 450k. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy số 7. Con máy số 7 mình muốn giới thiệu với các bạn là dòng Daiwa nha bạn. Daiwa Sport 5000, tên của nó nha bạn. Tên và size máy thì sẽ khác nhau nha. Con này là một con nội địa Nhật nữa bạn. Nó sẽ không có in chữ Japan nha. Cối này nhìn vậy nhưng mà là cối kim loại nha bạn. Đây, mình búng cái tay vô là nghe tiếng nha bạn. Đây, ngoại hình. Con này rất là thích hợp câu biển luôn các bạn. Nó rất là khỏe. Đây nha bạn, ngoại hình tổng quan của máy. Tay quay thì mình đổi được trái phải nha. Tay quay mình đổi được trái phải. Ngoại hình tổng quan nha bạn. Con này size 10.000 nha bạn. Size máy là 10.000. Lăng sáng. Gạt cước hoạt động tốt. Hoạt động tốt nha bạn. Và cái con máy này á các bạn, thì cái cối của nó dính với cái thân luôn nha bạn. Cái cối dính với cái thân. Đây. Vẫn là máy sống lưỡi gà thì mình vẫn kéo qua kéo lại được nha bạn. Đây, lưỡi gà thì mình vẫn kéo qua kéo lại được đây nè. Cối thì vẫn xoay được. Xoay trái, xoay phải. À, cái này xoay trái, cái này xoay phải nha bạn. Đây, máy sống lưỡi gà hoạt động tốt. Nhưng mà cái cối này nó dính với cái thân luôn nha các bạn. Cái này thì mình không có tháo cối ra được á. Cối nó dính với thân nha. Cái này mình báo kỹ trong video luôn nha. Đây.
tay quay của nó nha bạn. Cái tay mình nó hơi yếu. Đây, mình vặn theo chiều ngược lại nha. Đây, mình vặn theo chiều này xong rồi mình gập lại nha bạn. Tới nơi sử dụng thì các bạn cứ vặn tới là được. Chặt lại mình sử dụng thôi. Máy chạy nha. Đây. Nghe cái tiếng này rất là đã luôn nè các bạn. Thích hợp câu biển luôn á. Câu biển, câu cá lớn, size 10.000, chốt chặn. Tiếng máy rất là đã nè các bạn. Giọng này rất là khỏe. Đảo chiều của máy rất êm luôn nha các bạn. Ai mà thích câu cá to cá khỏe thì lấy con này. Rồi, tổng quan nha các bạn. Ngoại hình này nọ các kiểu. Và con này có giá là 450k nha. Máy số 7 450k. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy số 8. Con máy số 8 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con Daiwa nha. Spintermat ST3000B nha. Con này là một con có hộp dòng máy carbon nữa bạn. Đấy, nó có ghi sẵn cái này là dòng máy carbon luôn nha. Đây, hộp của nó. Bên trong thì máy này máy chưa qua sử dụng nha các bạn. Đây, có một chặn cước. Con máy này độ mới của nó là tầm 9899 nha. Máy chưa qua sử dụng. Dòng carbon này rất là dày và chắc luôn các bạn. Máy đẹp lắm. Con này rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng của Đài Loan xuất Nhật nha các bạn. Những hàng nào xuất Nhật thì rất là bền. Đài Loan xuất Nhật. Tại vì cái dòng này có nhiều người xài rồi nên là sẽ biết chất lượng nó như thế nào, rất là ok luôn. Đây, carbon nha các bạn. Cối carbon, thân carbon, tay quay kim loại nha. Carbon này thì rất là carbon, rất là chắc luôn các bạn. Đây, Spintermat ST3000. Ngoại hình tổng quan của máy. Con này thì máy chưa qua sử dụng nha các bạn. Ngoại hình thì tầm 9899 nha. Lăn sáng bóng luôn nè các bạn. Thông số cước. Mình đi tìm thông số cước. Đây nha các bạn, cước số 8 160m nha các bạn. Con này là size 8000 đây. Gạt cước, hoạt động tốt. Nắp có chữ đai qua nè các bạn. Một con máy sống, lưỡi gà hoạt động tốt nha các bạn. Con này rất là đẹp á các bạn. Ngoại hình tới 9899 luôn, máy chưa qua sử dụng. Tay quay là tay quay gập nha. Đây, ngoại hình rất là đẹp. Máy chạy. Máy chạy rất là mượt luôn nha các bạn. Nghe tiếng rất là đã. Chốt chặn. Đảo chiều nha các bạn. Đây, rất là êm nè, không nghe tiếng gì luôn. Và con Daiwa Đài Loan có hộp này sẽ có giá là 750k nha các bạn. Máy số 8 750k nha. Máy chưa qua sử dụng, mới 9899 nha các bạn. Sau đây thì mình xin giới thiệu con máy số 9. Con máy số 9 mình muốn giới thiệu với các bạn là dòng Shimano của Nhật nữa bạn. Shimano Navi 4000, cái tên của nó là 4000 thôi nha các bạn. Và thông số cước của nó là cước số 6 là 160m nè các bạn. Size máy 6000 nha. Tại vì cũng hôm bữa cũng có nhiều người nhầm lẫn nói là ủa cái tên 4000 thì size 4000 chứ. Nhưng mà thật sự cái thông số cước nó nằm đây nè các bạn. Cước số 6 160m, size máy nó là 6000 nha. 4000 là tên thôi. Đây máy của Japan nha bạn, máy Japan. Cối kim loại rất là chắc chắn luôn, tay quay kim loại nha bạn, tay quay kim loại. Đây, ngoại hình tổng quan của máy. Thân carbon nha. Tay quay cán gỗ nè. Tay quay thì mình đổi được trái phải luôn, tay quay trái phải. Lăn đá sứ. Gạt cước, hoạt động tốt. Nắp thì có chữ Shimano Navi nha bạn. Một con máy sống, lưỡi gà hoạt động tốt. Tiếng lưỡi gà rất là đã. Đây phần cối của nó luôn, mình quay chi tiết luôn nha. Máy chạy nha bạn. Máy chạy rất là mướt luôn. Chốt chặn. Con này chạy rất là mướt nha các bạn. Đảo chiều của máy. Máy này êm mướt. Tiếng kêu máy nha bạn. Và con số 9 này có giá là 1 triệu nha. Máy số 9 1 triệu. Shimano Navi size 6000 của Japan nha. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy số 10. Một con máy rất là đặc biệt trong video hôm nay nha. Con này là một con của Daiwa nè các bạn.
Đai qua. Đây rồi. Đai qua Spinmatic nha các bạn, 500T, size máy 500. Hàng hiếm nha các bạn. Đây, made in China, China xuất Nhật. Con này là size 500, size mini nhưng mà có cốt trợ lực, cối là cối kim loại nữa các bạn. Lăng mạ vàng sáng, hàng China xuất Nhật rất là bền luôn. Hàng hiếm, lâu lâu mới có một con mini có cốt trợ lực nha các bạn. Nên mới gọi nó là hàng hiếm á. Đây rồi, để mình coi. Con này thì size 500 nha. Cước số 1 mình vào được 110m nè các bạn. Size máy 500. Lăng mạ vàng sáng. Gạt cước. Hoạt động tốt. Cối kim loại nữa bạn. Cối là cối kim loại. Nắp thì có chữ đai qua. Cái chỗ này nó cũng có chữ đai qua dưới này nha các bạn. Nhưng mà mình dán giấy nên nó che rồi. Đây đâu rồi. Gạt cước. Hoạt động tốt. Một con máy sống nữ gà hoạt động tốt nha các bạn. Ai mà sưu tầm thì nên mua con này. Tại vì nó lâu lâu mới có một con kiểu hàng hiếm. Mình về mình bỏ vô bộ sưu tập mình đây. Cái cối nhỏ xíu mà dày chắc cỡ này đây. Cốt trợ lực nha bạn. Đây, máy mini. Cái này gọi là nhỏ mà có vỏ này. Nhỏ xíu mà có cốt trợ lực to thế này đây. Cối kim loại rất là dày luôn nha bạn. Sáng bóng nè. Đây, cối kim loại rất là sáng luôn nha. Máy Daiwa China. Mà mọi người chơi máy thì chắc cũng hay nghe dòng Daiwa China nó rất là trâu rồi. Đây, chân dung con máy nó như thế này nha, mình quay chi tiết từng góc cạnh nữa luôn. Tay quay mình vẫn đổi trái phải được nha, tay quay đổi trái phải được luôn. Máy chạy nha bạn, đây. Máy chạy rất là mướt luôn. Chốt chặn. Ai mà hay sưu tầm hàng mini nên mua con này nha, chứ không là tiếc lắm á. Máy rất là êm luôn nè các bạn. Dễ thương. Đảo chiều máy. Máy thì nó bé bằng lòng bàn tay thôi, nhỏ xíu à, trong lòng bàn tay à. Và con mini cốt trợ lực này có giá là 500k nha bạn. Máy số 10 500k. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì gọi điện trực tiếp cho mình hoặc nhắn tin Zalo số điện thoại là 0931 342 766 để đặt hàng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn.